Chiều ngày 30 tháng 12, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam tại Vĩnh Long. Trong năm qua, dù thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng Việt Nam là một trong số ít nước trên thế giới có mức tăng trưởng dương. Đất nước chuẩn bị bước sang năm mới 2021 với nhiều vận hội mới. Phó Chủ tịch nước mong muốn đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm trong các hoạt động xây dựng luật. Đại biểu Quốc hội cần sâu sát lắng nghe ý kiến của người dân, phản ánh đến các cơ quan nhà nước, chính phủ, Quốc hội, xứng đáng là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.